Vào vào, vào vào nhá nhá mày. Ui, 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 con này hàng khủng đấy nhá mày. Ui, rồi chạy chạy kìa. Ái chà, ui giời. Ái à. Chạy đâu, chạy đâu. Hello, xin chào các anh em quay trở lại với channel của em. Hôm nay là công đoạn đang đi tạo một cái ổ để đánh đơn các bác ạ. Bèo nó dày quá thành ra là phải nhổ cái đống bèo lên rất là vất vả. Nay đi thì cũng không có cái cây để gảy bèo, thành ra đang cứ tính làm cái cục đá này xong rồi dùng cái dây dù để em vẫn đang câu lục đấy, lám xuống rồi nuôi đống bèo lên anh em nhé. Dày lắm. Đây anh em ạ. Dùng dây dù và dùng đây cuối máy LC của em ngày xưa em câu loại máy này nó bằng nhựa đấy. À, tay cầm nó yếu nó gãy mất mấy lần em gắn mãi chán thì bây giờ chẳng câu loại máy nữa. Dù này không biết nào có kéo được cái đống bèo lên cơ. Và dây dài rồi đã. Mùa này bèo nó mọc nhiều quá. Dây gì rít. Ấy anh em nhìn chưa, mùa này bèo mọc rất là dày, bây giờ chỉ cần tạo được cái lỗ ở đây ra nhá, xong rồi đảm bảo là cá tất cả ở cái khu vực này nó sẽ chỉ đến cái lỗ này nó ngoi nó thở đấy, thế mình câu lỗ thì rất là sướng. À, giờ dùng cái này để kéo lên xem có kéo không nào. Dây dù 60 lb anh em ạ. Nặng phết đấy các bác ạ. Bây giờ khả năng phải nhổ từ dưới chân này. Đây, nghe mà khả năng phải kéo từ dưới chân này kéo lên nhé. Rồi, cơ bản là đào xong là một cái lỗ rồi các bạn. Kỳ công phết đấy. Tốn công. Úi giời. Ủi yên yến này là dễ được hàng lắm anh em ạ. Sổ phết đấy. Mày chết này. Nóng nóng nóng. Ui đóng 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 hàng rồi nhau. Ui con này to quá. Ui dậy dậy dậy. Ai da. Ai da. Kiếp quá. Ui. Ui con này có đầy bự anh em ạ. Đủ đủ đục chân bèo kìa. Ui da. Con này con lì lắm, lì lắm, anh cũng chẳng nào lì lắm. Lên, lên, lên. Dô phi. Ui. Đầu một chú Dô phi bự bự anh em này, thấy chưa?
Để một chút vô phiện bụi cho vào túi vào đây. Ok. Đây, hôm nay em phải trang bị cái găng tay các bác, cầm cá nó chắc, đỡ bị trơn trượt. Trước không có găng tay hoặc là không có cái khăn mặt các bạn, nó trơn cầm nó cứ cắm vào tay. Chết ngay, đóng. Úi dồi, sao rồi? Thôi, vào, vào rồi nhá, nhá mời. Úi dồi, úi dồi. Con này hàng khủng đấy nhá mời. Úi dồi, chạy kìa. Ái chà, úi dồi. Ái à. Chạy đâu. Ha, đô phi anh em ạ. Đô phi cụ. Lên. Để thêm chú đô phỉ nữa các bạn này. Được một con bự nữa. Cảm giác cho thằng cá to sướng quá. Trời này tuy nó nắng nhưng mà nó rét lắm anh em ạ. Nắng nhưng mà vẫn rét. Mùa đông này thế. Nó rét này còn đỡ, trời mà rét nó còn mưa phùn nữa thôi. Miếng đấy, miếng. Mày chạy này, anh chưa? Ấy à, rồ. Rồ. Này, được một chú rô đầu tiên anh em vàng đấy nhỉ. Đây, lấy lát anh em xem. Sáng nha, đấy là một chú rô đồng đầu tiên. Quý vị cầm găng tay phê quá các bác ạ. Dính chặt luôn, không chạy được. Này, là một chú đầu tiên cho vào đây anh em nhé. Úi, vàng quá nhỉ. Rùa này mới là rùa ngon này. Vào nhá. Hôm nay mang cái quả găng tay đi sáng suốt các bạn ạ. Cầm cá thích hẳn, không trơn trượt, dính luôn. Mất dãy luôn. Trước em cứ cầm bằng tay không ấy, nó cắm nhau không biết bao nhiêu khoác vào tay. Về nhà ôm tay khóc. Úi, mút luôn. Mút quả đẹp thế mà chật nhỉ.
đặt cái remote luôn mà trượt các bác ạ. Đi quả ngon ăn thế mà. Con này hên đấy. Xuống cái mút luôn, chắc chắn là cá rô. Cái phong cách cá rô bao giờ cũng vậy, nó xuống cái là mút. Đi đấy. Đi đấy. Ấy giờ đi đấy. Rô bự luôn anh em ạ. Đây. Cho anh em chừng ngưỡng này, nó đi phao đẹp đẹp luôn. Để đây các bác xem. Cặp cái con này đi phao đẹp và to này to luôn đấy. Phê phê, câu cá rô là phê nhất. Câu cá rô vẫn là phê nhất. Đã quá. Vào đây. Một phát ăn ngay. Ui dồi, ui dồi. Ai à, ai à, ai à. Ui, con nhớ. Ui, cá sổ, cá sổ. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi. Ui dồi, ui dồi. Ui dồi, các bác ơi. Lái sộp, 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 sộp. Dậy. Ui dồi, ui dồi. Dậy, dậy à. Dễ ác thật, bé bé mà dễ ác thế. Đừng quay con sụp nhỏ nhỏ anh em này. Bé quá nhỉ. Bé mà kéo phê thật. Cái giống này nó săn mồi kinh khủng luôn. Đã chưa. Mà giống này đều này nướng là cũng ngon rồi nha bạn. Dậy sướng rồi đấy. Bì bì bì. Một siêu phẩm này là đóng anh em ạ. Em có mồi bột lần này dính được giống cá lần thứ hai đấy. Đấy, lần thứ hai em câu mồi bột dính được cá này. Bởi vì trong cái mồi nó có tôm tanh em, bọn này nó ăn hết. Mút phao này, mút phao này. Úi giời, mút phao chúng tôi. Mút phao mà chúng tôi. Này, các bác nhìn này. Này, các bác nhìn này, giống này nó mút phao, rề phao đẹp cực kỳ mắt luôn. Một phát xuống ngay mút luôn. Phê chưa? Giống này không cắn này thôi, nó cắn là phát nó đi tới tấp. Công nhận đã mắt và quay cận cảnh các bác xem giống rô đồng đã mắt chưa, ngon thật đấy. Ui vẫn còn tí nữa thì nó dậy mất. Mồi cứ tanh tanh cá nào ăn luôn.
đi phao này, úi giời, đi phao này. Con này nó đi phao rã man, dậy. Con này nó đi phao dã man quá. Nó cứ rề, nó cứ rề phao, nó kéo vào bên trong đã chưa anh em ơi. Ui, chết. Này anh em nhìn nó rạch này. Rạch các bác ơi. Nó đi phao, con này đi phao đẹp thật đấy. Vào đây. Tươi luôn. Đi rồi. Úi giời, mút anh em ơi. Dậy. Cho anh em xem con cá rô đồng này. Đây này, các bác xem cá rô đồng nó ngậm tầm lưỡi phê chưa. Đã đời, nuốt sợ nha. Nấy nè, ta cho nó sáng các bác nhìn. Cái này mới cầu lai mới sướng nhỉ. Ngậm mất cả lưỡi luôn. Đã quá các bác ạ. Vào luôn rõ đây. Ôi anh em ơi. Nó to rồi. Ui. Đứt rồi. Ui, đục con cá rô phi cụ đứt rồi anh em ạ. Tuột. Tiếc quá. To mất.